Wow. Mã luôn. Trong đây có mồ mã nữa. Nãy mình không quay các bạn xem nè. Đây hai cái, trong đây hai cái nữa. Trong đây vườn cậu con âm động chân. Hôm nay anh Phương chú tư ra muộn là cặp mình sao. Cây này khá to nữa, to mà nó cao nữa. Cây này đã xét được chưa? Qua cây thứ hai. Cây này quanh cái khoảng 101 luôn, quá trời ngay luôn. Cây này đã xét luôn nha. Trong vườn này bịch lắm nha bạn, mình đứng sát góc mình quay lên thôi. Để hạ cái này xong mình quay mấy cái kia cho các bạn xem nha. Xuống các bạn. Wow. Wow, ngay hướng luôn nha bạn. Ồ, cây này quá trời đẹp luôn. Ồ, lỗi quá trời đẹp ha. Quá ngon. Nọc gì lấy thẳng luôn hả? Cây thứ nhất nha mà. Còn bên đây cây này cặp sát đây nữa nha. Cây này phải lên mé nha mà. Tình nó nằm nghiêng qua đây quá trời nhiều. Để nào anh Phương lên mé mình quay cho bạn xem nha. Này nguyên một hàng này chắc bán 5 cây nữa. Đây còn 3 cây nữa nè. Mấy cây này chắc phải lên mé luôn. Rồi, nè anh Phương lên mình quay cho bạn xem nha. Anh Phương hạ các bạn, Phương hạ cho chú Tư kéo. Kéo cho nó đi ngay cái đường này luôn. Đúng rồi, mạnh luôn. Wow, quá ngay. Nó mệt. Bụng lỗ rồi. Cái này bóng rồi. Tiếp tục đi phương hạ cây thứ ba luôn em ạ. Mấy cây nào dễ hạ trước nha, còn cây nào mé mình lên mình mé sau nha. Gió nè, gió nè, gió qua đó. Cây này nó nhỏ hơn cây vừa rồi chút nữa, khá cao. Qua nổi không em ạ? Qua có gió này, có gió. Qua luôn, mạnh luôn, mạnh luôn. Hay quá, ngay luôn đó. Quá im. Cái này cũng khá đẹp nha, không bị bọng nha, cây vừa rồi. Cái này lớn, cây vừa rồi mà. Vậy là còn hai cây nữa mà. Cây này chắc anh lên mé trước nè, mé xong anh mới qua cái cây trên đây. Đây toàn dừa không à, dừa với chuối. Phương lại hạ cây thứ tư luôn em ạ. Cây này cũng mé mà cái đọt nó có gió đó mà, nó tự nhiên con kia cho nên giờ anh hạ xếp luôn nha. Cây này thịt cũng rất là đẹp mà. Cái da nó chứ, cái da nó màu trắng mà. Cây này cái lỗi nó đẹp lắm. Cây này cao lắm luôn. Cây này nó cỡ cây đầu tiên nhưng mà chòm này 5 cây mà có 2 cây này. Cắt đi. Qua các bạn, đang qua từ từ nha, qua các bạn ơi, mạnh luôn, chết ngựa, không sao không sao, tét các bạn à, thôi mình hạ xuống không kịp nha bạn, mình lo nhịn dưới mình hạ theo không kịp nè, cây này quá trời đẹp luôn rồi, lỗi của nó kìa. Vậy là cũng không đến nổi nữa mà. Vì test cái này vừa thôi. Đó, để mình qua bển nha. Trong đây bịch dữ lắm nha mà. Ở đầu cũng mồ mã không. Không sao, tát bẹ hả? Không sao. Hả? Dây giác nó quấn quá trời nữa. Giờ anh Phương lên cái cây cuối này anh mé vô. Mé xong mình cưa nên mới cho nó xuống qua bên đây được nha. Tại cái tàn nó quá trời rộng. Cái này nắng mà nát nữa nha mà. Rất là nóng nha. Đây là cây thứ 5 luôn nha mà, cây cuối luôn. Trời mình đằng này cây cũng khủng luôn nha. Cây này nó dựa vô cây gáo nè. Chắc chút hạ luôn cây gáo nha mà. Trên tay anh có nhánh đó rồi. Dạ khó này quá. Tôi nhớ rồi. Nóng hài tài rất kia đó. Ừ. Chúng quên là. Coi hả? Coi cái gì? Ô. Phải. Chắc hai bọc giáo nó bờ bọc ngang nó luôn. Chưa. Mình đi mệt chút xíu đi. Để cắt trên kia trước đi, hai đọt cá sau. Phải vậy đưa. Đạp cái đọt gáo nát luôn đi. Mầm cho nó xuống luôn đi cho trống. Ra Tư ơi, chặt cái chặt đứt nó ra, nó xuống chúng ta. Ra Tư ơi. Cột xuống mé đốn cái cây đó, đốn ngã là xéo xuống đó được không, hay là đốn ngã xui lên bà biết anh Tư à, ngã gì đó được không, ngã ngang qua trong được không, ngã xéo gì đó phải không, rồi vậy thấy dây lên. Cái nhánh nó cái sạc ngang cái lọt áo thấp thấp chút xíu rồi. Đúng rồi. Mé bà cái nhánh trái đi nhánh đặng rồi. Ấm ngang cái đọt áo nó. Rồi, xuống luôn nha. nha, bột mau lắm nha. Tôi hạ gốc luôn rồi, hạ gốc kia thứ 5 rồi cây cuốn luôn nha. Kéo luôn. Không nói anh Phương. Qua đó, qua đó, qua đó. Mạnh luôn. Cây này nó hơi nghiêng vì bển quá trời nặng nha. Cây này cũng đẹp quá rồi. 5 cây này khá đẹp mà. Cũng khá đẹp. Quá trời đẹp rồi. Tự hạ cây gáo luôn nha. Chứ không làm gì không rồi, xong hết luôn rồi. 5 cây đốn thì cũng khá là mau nha, mà chỉ có góc nhánh là hơi lâu nha. Rồi mình xin kết thúc cái clip này ở đây nha các bạn. Hẹn các bạn là cái clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Cây này cũng khá cây không luôn. Cái đường đem ra thì nó rất là sụp nha. Tại vì mương này cái mương nó cũng mương lạng. Thứ Tư cũng chờ người ta cắt nước xong cho mướn kéo ra kinh luôn, kéo ra đường này. Chứ trong đây là làm tay là mình làm không nổi nha. Nằm đây chân có 2 cây da trắng khá là đẹp luôn. Da trắng nó với cái cây này, cây đầu này, dưới cái cây